Ông ơi, có bưu kiện gửi cho ông này. Cứ để đó cho tôi. Anh Trường ạ. Tôi biết thế nào chú cũng gọi. Ông Khương bị mất rồi anh ạ. Một bên người với ai? Với một con Trạch. Còn nó đi đâu? Có thể là xuống thành phố Uy hoặc là lên bản Mây. Theo em bản Mây thuận hơn. Vì thằng Tuấn Trạch nó hay cờ bạc trên đấy. Nó dám phản thằng Khương không? Cho kẹo nó không dám đâu anh ạ. Chắc không. Mất bao tiền thì nó sẽ phạt. Với một thằng cờ bạc như nó thì vài chục triệu cũng là to anh ạ. Bắt được nó tao thưởng 100 triệu. Anh nói thật chứ? Tao không đùa. Mấy vụ này anh để em. Mình mày không đủ. Tao muốn mày đi loan với cả huyện. Cứ bắt được nó, mày cũng sẽ có phần. Như nào? Nói cái gì ấy? Làm sao? Anh định làm gì? Quần áo của anh đây, mặc vào đi. Theo tôi nấu cái gì cho mà ăn? Yêu anh đi. Làm nương tử của anh á. No đã rồi tính.